bạn. Kim Ánh cùng với những người thực hiện chương trình xin mến chào thính giả đang đến với chương trình Thầy Thuốc Của Bạn được phát trên làn sóng FM 99,9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như hai làn sóng 103,2 MHz nếu mà thính giả đang nghe ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và 96,3 MHz nếu mà thính giả đang ở khu vực miền Trung qua đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Thưa tất cả quý vị, với chương trình trực tiếp này thì chúng ta sẽ có thời gian để kết nối cùng với khách mời của chương trình với những vấn đề liên quan đến đề tài của chương trình, đó là tình trạng ho ở trẻ em. Đường dây điện thoại Kim Ánh cũng muốn nhắc cùng với thính giả đó là 3822 3285, một số điện thoại rất quen thuộc đối với thính giả trong các chương trình tư vấn sức khỏe, và một số điện thoại khác đó là 3822 4429. Quý vị nhớ hai số điện thoại này ha. Thưa tất cả quý vị tham gia cùng với chương trình trực tiếp ngày hôm nay, Kim Ánh xin được trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, một bác sĩ cũng rất quen thuộc đối với thính giả trong thời gian vừa qua. Rất cảm ơn bác sĩ Đinh Thạc đã dành thời gian để đến tham gia cùng với chương trình. Rất vui được gặp lại quý khán giả thân quen của chương trình Thầy Thuốc Của Bạn, và đặc biệt là được gặp lại chị Kim Ánh, một người rất là thân quen của chương trình, và các anh chị trong ekip thực hiện ngày chương trình ngày hôm nay. Dạ, thưa tất cả quý vị, như thường lệ thì ngày hôm nay chương trình cũng đang được sự đồng hành của sản phẩm Thiên Môn Bổ Phổi có tác dụng giảm nhanh ho và tác dụng bổ phổi. Thưa tất cả quý vị, ho là một cái bệnh có thể nói là khá phổ biến ở trẻ em, phải không ạ? Gia đình nào mà có trẻ em thì chắc chắn cũng ít nhất một lần trẻ sẽ có cái tình trạng là bị ho. Tuy nhiên mỗi một loại ho thì nó lại báo hiệu cho một cái bệnh khác nhau. Trẻ ho thì có thể có rất nhiều những cái nguyên nhân cũng vì ho mà có thể dẫn đến những cái bệnh cũng khác nhau nữa. Có trường hợp thì bé chỉ ho do sổ mũi, do cảm lạnh thông thường thôi, nhưng mà cũng có những cái trường hợp ho là do những cái bệnh lý khác. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn xem cái tình trạng ho ở trẻ em nó thường gặp ở những cái bệnh lý nào, và thực ra thì chúng ta có thể làm những cái gì đây, những cái sai lầm nào mà chúng ta cần tránh khi mà trẻ bị ho. Thưa bác sĩ Đinh Thạc, như Kim Ánh cũng đã nói đó, ho nó là một cái tình trạng khá phổ biến ở trẻ, nhưng mà nó có rất nhiều những cái nguyên nhân sẽ dẫn đến tình trạng ho ở trẻ em. Cụ thể là chúng ta có thể lượt qua những cái bệnh lý nào mà chúng ta có thể gặp và có cái triệu chứng là ho đấy ạ, thưa bác sĩ? Hiện nay thì ho được xem là một trong những cái triệu chứng chung và phổ biến nhất của rất nhiều những cái bệnh lý về đường hô hấp. Và trẻ em thì nói về bệnh hô hấp thì đây là một trong những căn bệnh phổ biến nhất. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới thì viêm đường hô hấp ở trẻ em vẫn là một trong những căn bệnh gây tử vong rất là cao. Theo thống kê hàng năm thì có khoảng 4 triệu trẻ em tử vong vì bệnh đường hô hấp, nhất là bệnh viêm phổi. Thì khi mà có những cái biểu hiện ở đường hô hấp thì cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta thường thấy đó là trẻ sẽ bị ho. Thì ho có thể do biểu hiện của rất nhiều căn bệnh, nhưng mà chúng ta nên nhớ cái điều quan trọng. Ho không phải là cái điều nó có cái gì bất lợi cho cơ thể, mà ngược lại nó là một trong những cái tác động tốt. Ví dụ như ho sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tống xuất ra bên ngoài những cái chất tiết, những cái gì nó không tốt cho đường hô hấp. Ví dụ những cái tác nhân gây bệnh như là vi sinh vật, virus, rồi hoặc là vi khuẩn v.v. Thậm chí những cái bụi, cái dơ nó có thể nó tống ra để giúp cho cơ thể chúng ta ngăn bớt những cái tác hại đó. Và ho thì nó biểu hiện theo từng cái căn bệnh cụ thể. Ví dụ như mà em bé nó ho kèm theo khò khè là chứng tỏ là đường hô hấp các bé nó có sự xuất tiết đàm nhớt, thì có thể gặp trong một số những cái bệnh lý ví dụ như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản. Do cái niêm mạc ở cái lòng đường hô hấp nó bị viêm, nó xuất tiết cái dịch, nó làm ứ động, làm bé ho kèm theo cái tiếng rồ rồ gọi là khò khè đó, ho giống như có đàm, rồi ho rũ rượi, ho kéo dài, mặt mày đỏ gay, sau khi ho làm cho em bé rất là lừ đừ, rồi sau đó kết thúc bằng một cái tiếng óc, chứ không là một tiếng con gà kêu. Mình gọi là bệnh ho gà. Thì đây là một trong căn bệnh cũng rất là phổ biến ở trẻ em. Hiện nay thì chúng ta cũng đã có vaccine phòng ngừa từ rất là lâu. Và ho thì có những cái biểu hiện đột ngột, ví dụ như em bé đang chơi bình thường, đang sinh hoạt bình thường, tự dưng ho rũ rượi, ho sặc sụa, thậm chí khóc thét, thì có chừng cái căn bệnh đó là cái dị vật đường hô hấp. Hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi, ví dụ như em bé nó bỏ một cái vật gì nhỏ nhỏ vào trong mũi, trong họng, rồi không may nó rớt vào trong đường hô hấp, thì em bé ho chính là cái cách để tống cái dị vật, cố gắng tống cái dị vật đó ra. Thì đây là một trong những cái kiểu ho rất là đặc trưng. Nếu mà phát hiện tình trạng này thì chúng ta phải sơ cứu ngay,
để không có gây hại cho em bé. Rồi ho có thể kèm theo những cái tiếng rồ rồ khò khè, thường gặp trong những em bé nó bị hen suyễn, mình gọi là bệnh suyễn ở trẻ em. Thì thường là đối với những em bé có cái cơ địa dị ứng, ví dụ như cha mẹ, ông bà hoặc dòng họ có người nào bị suyễn thì có thể em bé nó bị suyễn. Và thường thì nó liên quan đến thời tiết chuyển lạnh, ví dụ như là vào mùa đông. Thì nếu mà chúng ta không khéo, không giữ ấm thì có thể dẫn đến em bé nó bị ho khò khè do nó bị hen suyễn. Rồi một số cái ho khan thì cũng rất là thường gặp trong rất nhiều những cái bệnh lý viêm đường hô hấp trên, ví dụ như là viêm họng. Những cái giai đoạn đầu cũng làm cho em bé nó ho, hoặc là em bé bị nhiễm cúm cũng làm bé ho, hoặc là em bé nó bị viêm mũi, mũi chảy xuống cái họng làm kích thích cái sàn họng cũng làm em bé nó bị ho. Thì nói chung ho thì đặc trưng theo từng cái căn bệnh. Nếu mà chúng ta chú ý, chúng ta theo dõi thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái căn bệnh mà chúng ta có thể sớm phát hiện để làm sao chúng ta đưa bé đi khám bác sĩ để có cách chữa trị cho kịp thời. Dạ, thưa tất cả quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta có thể thấy là ho nó không phải chỉ là một cái vấn đề phổ biến ở trẻ em đâu, mà qua cái tiếng ho của trẻ, nếu mà chúng ta lắng nghe, chúng ta bác sĩ cũng có thể nhận biết là trẻ đang có những cái vấn đề gì mà nó biểu hiện qua cái tình trạng ho. Giống như bác sĩ đã nói đó, có thể là viêm phổi, có thể là hen suyễn, có thể là bệnh đường hô hấp, có thể là bị hấp dị vật, và rất nhiều những cái nguyên nhân đôi khi nó cũng rất nguy hiểm đối với trẻ nữa. Thưa bác sĩ Đinh Thạc, đối với tình trạng ho ở trẻ em thì có một cái vấn đề có thể nói là cũng rất đáng tiếc, mặc dù là các phương tiện truyền thông cũng nói rất nhiều những cái biện pháp xử lý khi mà chúng ta có trẻ bị ho, nhưng mà trên thực tế đó thì cũng còn rất nhiều những gia đình áp dụng những cái biện pháp mà có thể nói là sai lầm khi mà trẻ bị ho. Bác sĩ chắc là trong cái quá trình làm việc của mình cũng ghi nhận rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý và cần phải khắc phục, phải không ạ, thưa bác sĩ? Hiện nay thì cái vấn đề xử trí ho ở trẻ em là một trong những điều không những phụ huynh quan tâm, mà ngay cả những cái người làm trong công tác y tế, ví dụ như bác sĩ điều dưỡng hoặc là những cái người chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thì người ta cũng lưu ý đến cái vấn đề này. Và cái quan niệm quan trọng nhất là chúng ta biết rằng ho không phải là một cái yếu tố bất lợi cho cơ thể. Thành ra một trong những cái điều mà suy nghĩ chưa đúng đó là phụ huynh chúng ta cố gắng kìm hãm cái sự ho. Tức là khi thấy các bé nó ho thì dĩ nhiên có những em bé nó ho nhiều quá, nó sẽ làm em bé nó nôn ói, nó quấy khóc, nó không ăn uống được. Thì lúc đó chúng ta sẽ cố gắng cải thiện bằng cách chúng ta sử dụng những loại thuốc ho làm dịu cơn ho. Tuy nhiên chúng ta đừng có làm một cái động tác là chúng ta cắt cái cơn ho bằng sử dụng những loại thuốc ức chế ho. Thì đây là một trong những cái điều rất là nguy hiểm. Ví dụ như có những cái loại thuốc ho người ta chế vào ra những cái loại thuốc ức chế thần kinh. Ví dụ chẳng hạn như là người ta cho thuốc ho có kèm codeine rất là nguy hiểm. Nó không tốt cho sức khỏe các bé, mà cái cơn ho nó không giảm lâu dài mà nó sẽ gây những cái bất lợi cho sức khỏe. Thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý. Rồi một số những cái sai lầm khác mà chúng ta cũng rất là dễ nhận biết, ví dụ như là khi mà các bé ho thì phụ huynh thường liên quan đến cái bệnh đường về đường hô hấp. Và cái động tác đầu tiên đó là hay đi mua kháng sinh về cho các bé uống. Mà chúng ta cần chú ý, đối với những em bé nhỏ thì không phải em bé nào khi mà bị viêm đường hô hấp đều bị nhiễm vi khuẩn hoặc là vi trùng. Tại vì khi mà có dấu hiệu xác định là bị nhiễm vi khuẩn thì người ta phải dùng kháng sinh. Nhưng mà đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì hầu hết những cái nguyên nhân gây ra những cái cơn ho đấy, tức là nguyên nhân gây bệnh về đường hô hấp thì hầu hết là do virus. Tức là khoảng 70-80% là do nhiễm virus. Thì chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt, theo dõi kỹ và sử dụng những loại thuốc ho mà được khuyến cáo thì chúng ta có thể giúp em bé chăm sóc và tự khỏi trong vòng 5-7 ngày. Ví dụ như là chúng ta có thể cho em bé uống rau tần dây lá này, tắc chân với đường phèn, mật ong hấp gừng, vân vân, thì những cái thuốc này rất là an toàn. Và chúng ta nên nhớ cái kháng sinh thì nó không tiêu diệt được cái con virus, và sử dụng kháng sinh như vậy không đúng, nó sẽ gây những bất lợi, đặc biệt là gây ra tình trạng kháng kháng sinh, thì lúc sau này điều trị rất là khó. Rồi một số phụ huynh cũng có những cái sai lầm nó cũng rất là dễ suy nghĩ, đó là khi mà bác sĩ đang cho điều trị, thí dụ trong cái đợt điều trị đó có cho uống kháng sinh, uống chừng 2-3 ngày cái tự dưng thấy em bé nó đỡ nhiều, thì người nhà cứ nghĩ là hết bệnh, thành ra cắt ngay cái cơn điều trị luôn, ngưng thuốc luôn, thì như vậy thì cứ nghĩ là bé nó hết bệnh rồi thì không cần uống nữa. Thì đây là cũng là một cái điều sai lầm, nó không nên vướng phải, vì nếu như mà chúng ta cắt kháng sinh ngang như vậy thì cái đợt điều trị nó không đảm bảo cái liệu trình kháng sinh, thì những cái lần sau em bé bị tái phát thì sẽ dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh rất là dễ. Như vậy thì cái việc lần thuốc hay kháng kháng sinh sẽ gây những cái bất lợi cho điều trị, nhất là khi mắc những căn bệnh nguy hiểm. Rồi một số những cái sai lầm cũng rất là thường gặp, ví dụ như là phụ huynh thấy là em bé bị ho, nghĩ nó chỉ là xoàng thôi, thì nó không cần đi khám bác sĩ.
rồi tự ra nhà thuốc mua cho bé uống. Và tiệm thuốc ta hiện nay thì nói chung bán thuốc rất là dễ dàng, chúng ta có thể mua bất cứ loại thuốc nào theo yêu cầu. Chính vì việc mua thuốc sử dụng tràn lan tự ý điều trị cho bé như vậy thì cũng sẽ gây những cái bất lợi. Tốt nhất khi em bé bị ho, đặc biệt là những bé nhỏ, thì chúng ta nên đưa các bé đi khám bác sĩ, tại vì bây giờ từ cái tuyến y tế cơ sở đã có người phụ trách vấn đề khám chữa bệnh cho chúng ta rồi, thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Dạ, qua phần trao đổi vừa rồi của bác sĩ Đinh Thạc thì hy vọng là những quý vị nào chúng ta còn có áp dụng những cái cách mà gọi là sai lầm khi mà trẻ bị ho thì chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm ha. Thưa bác sĩ Đinh Thạc, đối với tình trạng ho ở trẻ em thì qua chuyên đề ngày hôm nay, Kim Ánh cũng rất mong là bác sĩ cũng sẽ có thêm những cái lưu ý đối với các gia đình khi mà có cái tình trạng trẻ bị ho, chúng ta cần phải lưu ý những cái khía cạnh nào, những cái vấn đề nào ạ, thưa bác sĩ? Hiện nay thì ho là một trong những cái biểu hiện rất là thường gặp ở bệnh về đường hô hấp. Mà chúng ta khi mà chúng ta nói về đường hô hấp thì chúng ta liên quan đến môi trường sống. Hiện nay thì cái môi trường sống của chúng ta cũng được xếp vào trong một trong những cái nơi mà có khả năng bị ô nhiễm khá nhiều. Ví dụ như một cái đơn giản nhất là bị ô nhiễm khói thuốc lá. Thì khói thuốc lá cũng là một trong những cái tác nhân nó làm bộc phát những cái căn bệnh về đường hô hấp gây ra tình trạng ho ở trẻ em. Rồi ô nhiễm môi trường, ví dụ như ô nhiễm khói bụi. Do cái điều kiện sống của chúng ta nó tương đối nó chưa đảm bảo cái vấn đề vệ sinh, nhà cửa thì chật chội rồi đông đúc, đặc biệt là hiện nay có một số phụ huynh chúng ta thường sử dụng cái điều hòa nhiệt độ, tức là máy lạnh, chúng ta sử dụng một cách vô độ thì cũng là một trong những cái yếu tố làm bộc phát những căn bệnh về đường hô hấp. Tại vì khi mà thời tiết lạnh hoặc là cái môi trường lạnh quá sẽ làm cho đường hô hấp chúng ta bị yếu đi. Thì khi mà bị yếu đi như vậy thì cái đường hô hấp chúng ta dễ bị virus hoặc là vi khuẩn tấn công, gây ra cái bệnh viêm đường hô hấp. Do đó cái điều lưu ý đầu tiên là chúng ta nên giữ môi trường sống cho các bé nó thông thoáng. Ví dụ là tránh khói bụi, tránh khói thuốc lá. Nhà cửa thì nên sạch sẽ, mở cửa cho thông thoáng, đầy đủ dưỡng khí. Rồi một trong những cái điều mà chúng ta cần chú ý là chúng ta đảm bảo được cái vấn đề ăn uống, dinh dưỡng cho các bé nó tốt. Tại vì nếu mà em bé mà có cái chế độ dinh dưỡng tốt, cái cân nặng đạt yêu cầu thì thường thường các bé nó ít có bị những căn bệnh này. Và cái này cũng đã được các nhà khoa học chứng minh, ví dụ như là những em bé nó bị suy dưỡng hoặc nó thiếu cân thì thường nó hay bị bệnh về đường hô hấp rất là nhiều. Và khi bị như vậy thì nó có thể nó bị nặng hơn những em bé có cân nặng tốt. Đó là một trong những cái điều cần lưu ý. Rồi khi mà chúng ta thực hiện vấn đề chăm sóc em bé thì chúng ta cũng nên phòng ngừa bằng những cái biện pháp cá nhân, ví dụ như là chúng ta giữ vệ sinh thân thể tốt, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng cũng là một trong những cái cách loại trừ được rất nhiều căn bệnh về đường hô hấp. Ví dụ như người ta thống kê, nếu như mà chúng ta rửa tay sạch sẽ thường xuyên cho các bé thì có thể loại được từ 45-50% những cái tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp từ cái đôi bàn tay của chúng ta. Rồi chúng ta nên giữ cơ thể sạch sẽ để không có điều kiện cho những cái tác nhân là vi khuẩn hay virus bám dính trên da các bé. Và phòng ngừa bằng vaccine cũng là một trong những cái biện pháp chúng ta có thể hướng tới để chúng ta phòng được những căn bệnh, ví dụ như phòng nhiễm khuẩn do HIV, nhiễm khuẩn do phế cầu, tụ cầu hoặc là cúm vân vân. Hiện nay cũng đã có những cái thuốc vaccine phòng ngừa rất là hiệu quả. Dạ, và Kim Ánh nghĩ là có những cái giải pháp mà nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của mình mà các gia đình của chúng ta có thể vận dụng được ha. Rất cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho quý vị những cái thông tin rất là bổ ích về cái tình trạng ho ở trẻ em. Và thưa tất cả quý vị, sau phần thông điệp của nhà tài trợ với sản phẩm Thiên Môn bổ phổi có tác dụng giảm nhanh ho và tác dụng bổ phổi thì chúng ta sẽ bắt đầu kết nối cùng với thính giả. Thời tiết thay đổi, môi trường khói bụi ô nhiễm, thuốc lá là một trong những nguyên nhân làm phổi suy yếu dẫn đến viêm phổi, hen suyễn, ho khan, mệt mỏi. Thực phẩm chức năng Thiên Môn bổ phổi được cơ sở Bình Đông dày công nghiên cứu dựa trên các nguyên liệu thiên nhiên như Thiên Môn Đông, Tỳ Bà Diệp, Bạc Hà, Phục Linh có hiệu quả trong hỗ trợ các chứng đau rát hầu họng, miệng khô, khan tiếng. Giờ đi diễn ở đâu, anh Vũ vẫn mang Thiên Môn bổ phổi theo ở bên mình, dùng hàng ngày như một phương pháp phòng bệnh hiệu quả. Thiên Môn bổ phổi Bình Đông, giảm ho nhanh chóng, bổ phổi thật hay. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đang đến với chương trình quen thuộc, chương trình Thầy Thuốc Của Bạn được phát định kỳ vào mỗi trưa ngày Chủ nhật, 12:30 cho đến 13:00. Và quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này vào lúc 7:00 cho đến 7:30 của ngày sáng thứ Tư hoặc là tại trang web của đài voh.com.vn. Và bây giờ số điện thoại của chương trình kết nối cùng với thính giả. Quý vị có thể trao đổi cùng với khách mời của chương trình ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh với những vấn đề liên quan đến tình trạng ho ở trẻ em. Và xin được kết nối cùng với thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Alo. Dạ alo. Dạ xin chào ạ. Dạ em chào chị. Dạ em chào bác sĩ. Xin chào em. Dạ em có một đứa em trai năm nay nó 14 tuổi. Nó cứ hay thường bị dị ứng mũi và ho. Ho thì rất là ít nhưng mà bị dị ứng mũi rất là nhiều.
Ví dụ như chỉ cần đi ra ngoài đường bụi thôi là em đã bị rồi, hoặc là mà bị quanh năm suốt tháng. Tại vì em có bảo hiểm cho nên là em mới thường chở đi xuống bệnh viện chỗ bảo hiểm để cho bé nó lấy thuốc uống. Thì khi mà lấy thuốc uống là lấy uống khoảng một tuần, thì uống xong về rồi lại bị lại, rồi cứ uống xong về lại bị lại, uống xong rồi cũng bị lại vậy. Bây giờ, hiện tại bây giờ là em nó bị cách đây là cũng phải 2 năm rồi, nhưng mà tới bây giờ là cả gần cả hơn cả tháng nay rồi em chở đi khám bác sĩ mà cứ vẫn bị như vậy. Thì khi xuống á, thì bác sĩ nói em của em á, là bị viêm mũi dị ứng, và nói là cho về nhà là không nên nằm quạt, không nên nằm máy lạnh, đi ra ngoài phải bịt khẩu trang. Thì em cũng đã có áp dụng là về nhà vẫn cho bé nằm quạt, nhưng mà quạt xa, và vẫn bịt khẩu trang khi ngủ, nhưng mà vẫn không có hiệu quả gì hết. Mà em nghe nói là cái bệnh viêm mũi của bé có thể ảnh hưởng tới não sau này hả bác sĩ, nếu mà mình không có điều trị đúng. Thì em không biết là bây giờ em phải như thế nào, mà em không biết là nếu mà cho bé đi Sài Gòn khám thì nên vào đâu để khám. Bạn đang ở đâu ạ? Dạ em đang ở Ninh Thuận. Ở Ninh Thuận. Thật ra thì những vấn đề mà liên quan đến dị ứng là một trong những cái vấn đề mà khó nhất, phải không ạ? Dạ. Bởi vì quan trọng là chúng ta phải tìm ra cái tác nhân nào gây ra dị ứng. Và trong cái trường hợp này thì mời bạn nghe phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Đinh Hạc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 ạ. Trước hết là em bé trai đúng không em? 14 tuổi ha? 14 tuổi ha? Dạ đúng rồi. Dạ. 14 tuổi là một cái tuổi bắt đầu trưởng thành rồi. Thì đây là một trong những cái điều nó rất là khó. Trong y khoa thì cái bệnh dị ứng hiện nay được xem là một trong những cái căn bệnh khó chữa nhất. Tại nó liên quan đến cái cơ địa, cái tiền căn, cái dị ứng của mình. Và cái chất dị ứng nó nằm trong máu, trong cơ thể mình rồi. Thành ra là nếu mà mình giữ kỹ giống như là những cái bước mà phụ huynh này đã làm, tức là tránh bụi, tránh lạnh rồi mang khẩu trang v.v. thì mình đã làm rất là tốt rồi. Thì đó cũng là một cái cách để hạn chế bớt, chứ nó không thể nào nó hết được. Tuy nhiên cũng có những cái điều mà chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng này. Ví dụ như bây giờ ha, em bé này nên tăng cường cái chế độ ăn. Ăn cho những cái thức ăn nó tốt, ví dụ như là ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi để nó cung cấp những cái lượng vitamin khoáng chất nó tốt. Thì khi mà có đủ cái lượng vitamin thì cái gan mình sẽ được lọc rất là tốt. Thì cái chất dị ứng nó sẽ không tồn đọng trong cơ thể nhiều, thì nó cũng là một cách để nó hạn chế bớt cái tình trạng dị ứng. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề chưa có nghe nói về vấn đề rửa và xịt mũi. Thì đây là một trong những cái động tác cũng rất là đơn giản. Thì đây là một trong những cách để chúng ta loại đi những cái bụi, cái khói, những cái từ cái môi trường nó bị dơ, bị ô nhiễm, chúng ta hít phải vào cái niêm mạc, thì chúng ta rửa bằng, chỉ cần bằng nước muối loãng thôi. Nước muối loãng rồi thì cũng làm trôi đi những cái đó. Thì khi mà trôi đi những cái đó, gọi là những cái dị nguyên gây dị ứng, thì cái khả năng bị dị ứng nó lại giảm bớt đi rất là nhiều. Rồi cái tiếp theo đó là khi mà chúng ta có đi đâu á, nhất là vào những cái nơi mà có cái nghi ngờ là nó không được tốt, ví dụ như đến những cái chỗ đông người mà đang bị gọi là tình trạng viêm đường hô hấp nhiều, thì chúng ta nên tuyệt đối tránh nếu mà có thể tránh được, và mang khẩu trang cả những cái lúc mà chúng ta đến đó. Thì đây là những cái cách bảo vệ tạm thời. Rồi hy vọng cái cơ thể của chúng ta khỏe dần dần thì chúng ta sẽ cải thiện, tức là cái tình trạng dị ứng nó càng ngày nó càng giảm xuống, thì có thể một lúc là nó sẽ mất đi luôn. Thì cái đó là tự cơ thể mình điều phối, chứ điều trị thì rất là khó. Thì tất cả những cái phương pháp điều trị người ta dùng thì có lẽ là bác sĩ cũng đã áp dụng rồi. Và một cái điều em hỏi thì nó cũng hơi xa, chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Trước mắt thí dụ như là khi mà chúng ta bị viêm mũi dị ứng thì nó chỉ làm khó chịu thôi. Chỉ làm khó chịu, chứ là gây nghẹt mũi, sổ mũi, rồi làm cái vấn đề sinh hoạt nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên để nó vô não thì đây là một cái quá trình nó cũng phải rất là khó để nó có thể nó xâm nhập vào não. Ví dụ như từ cái chỗ viêm mũi do dị ứng, nó có thể dẫn đến nhiễm trùng tại chỗ. Nhiễm trùng tại chỗ rồi theo cái đường nhất định nào đó, thí dụ như nó có thể nó đi vào cái hầu họng, nó đi vào tai, nó đi vào đường tiêu hóa, rồi từ đó nó xâm nhập vô máu thì nó mới đến nó gây cho não. Thì đây là một cái lo xa thì cũng không quá gọi là mà gây ảnh hưởng sức khỏe, thì cái này là mình suy nghĩ thôi. Thì hầu hết những cái viêm mũi dị ứng thì nó không gây những cái biến chứng nguy hiểm xa như vậy. Thành ra em cũng đừng quá lo lắng, và trước mắt là mình nên áp dụng ba cái biện pháp đầu tiên là chúng ta nên cố gắng cho ăn những cái loại thực phẩm có nhiều vitamin để tăng cường sức đề kháng. Cái thứ hai là vệ sinh vùng mũi họng, ví dụ như là xịt bằng nước muối, rửa bằng nước muối loãng, để làm sao cái đường mũi họng nó không bị bám những cái chất ô nhiễm, những cái chất gây dị ứng. Và cái thứ ba nữa là chúng ta đi đâu thì chúng ta nên giữ kỹ bằng cách đeo khẩu trang. Rồi về nhà thì nên rửa tay, tắm rửa sạch sẽ để cơ thể lúc nào cũng được bảo vệ. Thì đó là những cái điều mà chúng ta có thể áp dụng được. Nếu như mà tình trạng điều trị nó vẫn không đỡ mà ở dưới địa phương đã điều trị rồi thì em có thể cho bé lên bệnh viện tuyến chuyên khoa hơn, ví dụ như là Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2,
chuyên về tai mũi họng để chúng ta khám thêm để xem bác sĩ coi có tìm ra những cái nguyên nhân giống như chị Kim Anh, có thể là một cái nguyên nhân tiềm tàng gì đấy. Thí dụ như bị viêm VA nó cũng dẫn lên chảy mũi hoài, mình không uống thuốc không hết được, uống thuốc đỡ thì lại chảy lại, thì có thể bác sĩ sẽ tìm ra cái căn bệnh đó. Ví dụ viêm VA thì người ta phải nạo với hết, thì đây là những cái bước sau này nếu mà có điều kiện thì nên sắp xếp để lên tuyến chuyên khoa cao hơn em nhé. Cảm ơn phần tư vấn rất cụ thể vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, Bệnh viện Di động 1 TP.HCM. Thưa tất cả quý vị, thời gian dành cho thính giả vẫn đang tiếp tục, chúng ta hãy giấu số điện thoại và kết nối cùng với chương trình ha. Xin được mời một thính giả tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Phòng kỹ thuật đã kết nối được chưa ạ? Alo. Alo, em chào chị ạ. Rồi, xin chào em và mời em đặt câu hỏi. Em chào chị, em chào bác sĩ. Chị em hỏi, con của em năm nay được 5 tuổi rồi mà nó hay bị sổ mũi mới ho lắm. Dạ, cứ hầu như là một tháng nó lại bị một lần á. Mà cái vòm họng của nó ở trên á chị, nó cứ hay bị ngứa, mấy cả nó đốm đốm đỏ đỏ mà đi uống thuốc thì bác sĩ nói nó viêm họng với viêm mũi mà uống xong thì nó hết rồi. Bác sĩ không cho uống thuốc nữa, nhưng mà về nhà khoảng chừng một tuần thì nó lại thấy nó lại ngứa ngứa họng, nó cứ cọc cọc ở trên cái cổ họng á. Bây giờ câu hỏi của em là gì nè? Dạ? Bây giờ câu hỏi của em là gì? Em hỏi xem là bác sĩ xem là có cách nào mà để cho nó hết, trị được hết cái bệnh đó đó chị? Thật ra thì... Dạ, tại vì uống thuốc cứ... Uống thuốc cũng lâu lắm, khoảng cả tuần á, tuần hoặc 10 ngày á, em phải cho uống hết, bác sĩ cho ngừng em mới ngừng mà nó hay phát lại lắm. Rồi, bây giờ bác sĩ Đinh Đạt đã hiểu ý của em rồi, bây giờ mời em nghe phần tư vấn của bác sĩ nha. Trước hết thì em nên nhớ đối với những em bé nhỏ, như là bé dưới 5 tuổi á, thì cái khả năng viêm bệnh về đường hô hấp rất là nhiều, tại vì cái cơ địa của các bé nó còn yếu lắm, sức đề kháng nói chung là không có được hoàn thiện như người lớn. Chính vì vậy mà cứ vài ba ngày, thì các bé lại phải đi thăm bác sĩ. Thì đây là cái điều mà chúng ta cũng thấy rất là phổ biến. Tại vì khi mà nuôi các bé thì ai cũng muốn là bé nó được khỏe mạnh, đừng có bệnh. Nhưng mà độ cái tầm tuổi dưới 5 tuổi thì cái sức đề kháng nó chưa được tốt lắm. Thật ra là nếu mà em bé mà bị bệnh thì em cho đi khám bác sĩ giống như em nói như vậy là tốt rồi. Thì trong khoảng một thời gian ngắn nữa thì cái tình trạng bệnh em bé nó sẽ được cải thiện. Tuy nhiên cũng có những cái cách để làm sao chúng ta cũng có thể hạn chế cái sự viêm nhiễm. Đối với những em bé được chăm sóc tốt và theo dõi kỹ thì cái khả năng bị bệnh nó cũng giảm bớt. Ví dụ như đối với em bé của em nó hay bị viêm mũi họng á, thì em nên giữ cái vấn đề giữ vệ sinh vùng mũi họng thường xuyên mỗi ngày. Ví dụ như em chỉ cần mỗi ngày em rửa mũi cho bé 1 đến 2 lần bằng nước muối loãng, để làm sao chúng ta giúp cho cái mũi họng nó không có bị bám dính những cái con vi khuẩn virus, thì nó cũng làm cho em bé nó bớt đi sự tấn công của những cái tác nhân này. Rồi cái thứ hai là em bé lớn lớn chút xíu, như vậy là 5 tuổi thì có thể súc miệng được rồi, thì khuyến khích em bé súc miệng bằng nước muối mình pha loãng cũng được. Thì cái nước muối cũng là một trong những cái chất sát khuẩn nhẹ vùng mũi họng, nó cũng làm tiêu diệt bớt những cái tác nhân có thể nó ở trong cái vùng mũi họng. Giống như em nói là khi mà em bé bị viêm họng ấy, thì họng bị đỏ rồi cái nướu nó sưng đỏ đỏ, thì bác sĩ kêu là viêm họng. Thì đây là một trong những cái biểu hiện của cái triệu chứng đó. Và tốt nhất là em giữ cho bé, thí dụ như nhà chúng ta sử dụng máy lạnh thì chúng ta không nên sử dụng nhiều quá. Rồi hạn chế cho bé ăn uống lạnh, ví dụ như có nhiều em bé nó thích uống nước đá đó. Tức là người nhà cứ chiều rồi cho uống nước đá rất là nhiều. Cái nhiệt độ lạnh nó sẽ làm cho cái họng dễ bị viêm. Hoặc em bé thích ăn kem, nhất là bé 5 tuổi có thể ăn kem nhiều thì có thể là hạn chế bớt. Rồi một trong những cái cách nữa là chúng ta nên bồng em bé đi khám sức khỏe định kỳ. Không có bệnh chúng ta cũng đi khám, ví dụ như là 6 tháng đi khám một lần để bác sĩ tìm ra những cái căn bệnh có liên quan đường hô hấp. Ví dụ như là em bé nó có thể nó bị viêm phế quản hoặc là bị hen suyễn mà mình tìm không ra bệnh, hoặc là em bé có thể bị viêm VA v.v. thì những cái đó chúng ta có thể qua cái đợt khám sức khỏe chúng ta có thể phát hiện được. Rồi một cái nữa là đối với bé 5 tuổi thì nên đi chích ngừa đầy đủ. Ví dụ như các vaccine phòng ngừa trước nay người ta khuyến cáo như là chích ngừa cúm này, chích ngừa viêm phổi do vi khuẩn HIV này, rồi vi khuẩn phế cầu. Hiện nay chúng ta đã có chích cho các bé trên 2 tuổi rất là phổ biến cái phế cầu Nemo 23 đấy. Rồi đó là một trong những cái biện pháp mà chúng ta có thể phòng ngừa được, thì hy vọng áp dụng những cái biện pháp này em bé nó sẽ đỡ.
em đừng có lo lắng quá tới cái tuổi này, em bé nó hay bị là như vậy đó. Dạ, cảm ơn phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa bác sĩ, có thể nói là cái khoảng thời gian trong khoảng một tuần này thì nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các nơi thì đang lên rất cao, thậm chí có những ngày có thể lên tới 38 độ C. Cho nên là cũng liên hệ với vấn đề này thì ở các bệnh viện nhi có thể nói là cái tình trạng mà trẻ bị các bệnh liên quan đến cái thời tiết thay đổi như thế này, đặc biệt là những cái bệnh liên quan đến hô hấp thì cũng đang trở thành một cái vấn đề làm cho các gia đình cũng rất là lo lắng. Nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ cũng có thể giải thích thêm cho thính giả cũng như là có những cái yếu tố nào để chúng ta có thể phòng bệnh cho trẻ khi mà thời tiết đang nóng nực như thế này thưa bác sĩ. Thường thì các em bé mà nó hay bị bệnh thì vào cái tầm mà thời tiết giao mùa. Ví dụ như bây giờ chúng ta sắp sửa qua mùa mưa thì cái nhiệt độ giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa nó rất là khắc nghiệt. Có những lúc đi ra ngoài đường nhiệt độ rất là nóng hừng hực, ra làm cho cái không khí nó sẽ dễ phát tán những cái tác nhân gây bệnh, nhất là những cái tác nhân gây bệnh về đường hô hấp. Nó có thể xâm nhập khi mà chúng ta hít, tại vì cái hơi thở chúng ta lúc nào cũng phải thở, nhất là trẻ em. Thì hít phải những cái con vi khuẩn virus thì nó sẽ làm cho chúng có điều kiện để nó tấn công vào đường hô hấp. Và hiện nay thì bệnh về đường hô hấp được xem là một trong những căn bệnh phổ biến. Những cái bệnh viện nhi thì lúc nào cũng tràn ngập bệnh nhân về đường hô hấp. Do đó khi mà các bé trong cái độ tuổi này và trong cái thời tiết này, phụ huynh chúng ta cần lưu ý, thứ nhất là chúng ta nên bổ sung đầy đủ cái nguồn nước uống cho các bé nhé. Nước uống sẽ làm cho cơ thể chúng ta luôn mát mẻ và làm tăng cường cái sức đề kháng cho các bé. Cái thứ hai á là chúng ta hạn chế đi ra đường khi không cần thiết. Nếu mà chúng ta đi ra đường nắng quá, nóng quá cũng làm cho cái sức đề kháng, sức khỏe nó yếu, thì là một trong những cái tác nhân nó có thể làm cho em bé nó bị bệnh rất là nhiều. Rồi một trong những cái cũng rất là dễ bị coi là nó là cái thủ phạm gây ra bệnh đường hô hấp, tức là khi mà nóng như thế này thì chúng ta mở máy lạnh tối đa, mở quạt chạy vù thì đây là một trong những cái sẽ làm cho cái bệnh hô hấp nó gia tăng rất là nhiều. Và trẻ em thì nó chưa có được như người lớn, thật ra sức đề kháng kém, thì đó là một trong những cái yếu tố rất là thuận lợi để cho cái bệnh về đường hô hấp nó sẽ tấn công. Do đó là chúng ta cần phải lưu ý những cái vấn đề trên, bổ sung nguồn nước uống, hạn chế đi ra đường lúc nắng nóng, và chúng ta sử dụng máy điều hòa nhiệt độ cho hợp lý để làm sao chúng ta bảo vệ tốt nhất cho những em bé của mình. Dạ, thưa tất cả quý vị, có thể nói là 30 phút của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có thể biết nhận diện về cái tình trạng ho ở trẻ em nó như thế nào, mà quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ có những cái giải pháp để chúng ta có thể phòng được bệnh cho trẻ, đặc biệt là cái thời tiết đang vào mùa nóng nắng như thế này. Kim Ánh cũng rất tiếc là ngày hôm nay với ba số điện thoại mà chúng tôi đã nêu thì có những thính giả đã nghịch phá vào số điện thoại của chương trình, cho nên là mặc dù có rất nhiều thính giả chờ để được kết nối nhưng mà đường dây không kết nối được. Kim Ánh nghĩ là với cái việc ý thức trên cái làn sóng chung thì cái vị thính giả này chúng ta đã làm một cái điều, nó không chỉ ảnh hưởng đến chương trình đâu mà nó còn ảnh hưởng đến an ninh trên làn sóng, và chúng tôi sẽ có cái biện pháp cụ thể đối với những thính giả đã liên tục điện vào chương trình với những số điện thoại mà gây quấy rối như vậy. Và thưa tất cả quý vị, trong chương trình tuần sau thì chúng ta cũng sẽ đến với chương trình trực tiếp, và thời gian phát sóng sẽ từ 12:30 cho đến 13:00 như thường lệ. Chúng ta sẽ nghe lại chương trình ngày hôm nay vào lúc 7:00 cho đến 7:30 của ngày sáng thứ tư, hoặc là tại trang web của đài voh.com.vn. Rất cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý khán thính giả, xin chào tạm biệt chị Kim Ánh. Dạ, và chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình tuần sau. Chúng tôi rất cảm ơn sản phẩm Thiên Môn bổ phổi có tác dụng bổ phổi và tác dụng giảm nhanh ho đã tham gia đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết thay đổi, môi trường khói bụi ô nhiễm, thuốc lá là một trong những nguyên nhân làm phổi suy yếu, dẫn đến viêm phổi, hen suyễn, ho khan, mệt mỏi. Thực phẩm chức năng Thiên Môn bổ phổi được cơ sở Bình Đông dày công nghiên cứu dựa trên các nguyên liệu thiên nhiên như Thiên Môn Đông, Tỳ Bà Diệp, Bạc Hà, Phục Linh, có hiệu quả trong hỗ trợ các chứng đau rát hầu họng, miệng khô, khan tiếng. Giờ chỉ diễn ở đâu, anh Vũ vẫn mang Thiên Môn bổ phổi theo ở bên mình, dùng hàng ngày như một phương pháp phòng bệnh hiệu quả. Thiên Môn bổ phổi Bình Đông, giảm ho nhanh chóng, bổ phổi thật hay. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn thường làm gì vào mỗi trưa chủ nhật? Mời bạn hãy theo dõi chương trình tư vấn những vấn đề về sức khỏe mà bạn đang thắc mắc lo lắng. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:00 ngày chủ nhật trên làn sóng FM 99,9 MHz và số điện thoại tư vấn 38223285 sẽ được kết nối trong thời gian diễn ra chương trình. Thầy thuốc của bạn, bác sĩ của mọi gia đình. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình có một làn da trắng sáng, mịn màng.
Là phụ nữ, ai cũng muốn mình không còn vết thâm nám, tàn nhang, nếp nhăn. Tất cả nằm trong chương trình Bí quyết sức khỏe và sắc đẹp. Chương trình được phát từ 9:30 cho đến 10 giờ ngày thứ năm hàng tuần và phát lại với khung giờ 7 giờ cho đến 7:30 sáng thứ hai. Những thắc mắc liên quan đến sức khỏe, sắc đẹp, mời quý vị trao đổi trực tiếp cùng bác sĩ của chương trình qua số điện thoại 3910 4866 trong giờ phát trực tiếp của chương trình. Chương trình được sự đồng hành của viên uống Burat, cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thiết yếu cơ bản hàng ngày, giúp làm đẹp da, giảm nám ngay từ bên trong và giảm nếp nhăn hiệu quả.